Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong phòng thâu của Tin Vui Media, chúng tôi rất hân hạnh có sự hiện diện của Linh Mục Phêrô Trần Quốc Hải. Ngài là thuộc giáo phận Công Tum. Ngài cũng là chánh xứ của giáo xứ Clos-Rhegon. Cái tên này quý vị nghe nó hơi khó đọc một chút xíu, nhưng từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Chính vì cái khó đọc nó có rất là nhiều điểm đặc biệt ở trong này mà để chúng ta có một cuộc gặp gỡ rất là hấp dẫn của ngày hôm nay. Và ngài đến từ một vùng xa xôi, hẻo lánh và nghèo khó, ôm trong lòng một những cái hoài bão thật lớn để mong ước là có một tương lai sáng lạn hơn cho những người giáo dân đang sinh sống ở đây. Và Kim Thúy xin trân trọng được chào cha cũng như là xin giới thiệu với quý khán thính giả Linh Mục Phêrô Trần Quốc Hải. Xin cha có lời chào đến quý vị khán thính giả của Tin Vui Media ngoài kia. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Tin Vui Media đã cho tôi có một cái chút thời gian để nói lên cái tâm tư nguyện vọng cũng như là sinh hoạt của giáo sư của tôi tại địa phận Kon Tum. Thì chúng tôi xin chào tất cả khán thính giả về đây. Dạ vâng, cảm ơn cha. Vâng, thưa cha, con xin được thay mặt cho anh chị em của Tin Vui Media xin được chúc mừng cha và chào đón cha đã đến Hoa Kỳ bình an. Và trong chuyến đi này của cha là con biết là cha đi với một cái mục đích, mà một cái sứ mệnh rất là đặc biệt. Và thôi, để trước khi mà chúng con được nghe cha chia sẻ về cái sứ mệnh đặc biệt này, thì xin cha có thể chia sẻ một chút sơ về giáo xứ mà cha đang làm mục tử, cha đang làm chánh xứ. Đó là cái tên thì nghe nó lạ mà nó lại khó đọc, nhưng mà hồi nãy con nghe cha chỉ một cái cách đọc rất là hay. Cái tên chính ra là đọc là Clos-Rhegon. Mà cha thì cha nói là sao cơ? Đọc cho dễ cha. Càng lâu càng ngon. À, càng lâu càng ngon. Thưa quý vị, một cái tên rất là dễ thương, nghe là bắt lỗ tai rồi. Cho nên là chắc chắn là vậy thì ở giáo xứ này chắc chắn là có những cái điểm rất là đặc biệt. Thì cha có thể chia sẻ một chút về giáo xứ này. Trước hết thì tôi xin giới thiệu giáo xứ Clos-Rhegon mới được thành lập. Tách từ một giáo xứ cũ. Hiện tại giáo xứ Clos-Rhegon nằm trên địa bàn xã Gia Chim, tỉnh Kon Tum. Cách Kon Tum khoảng mấy chục cây số thôi. Về hướng tây, tây nam của Kon Tum. Hiện tại giáo xứ có khoảng 4.300 giáo dân nằm trên địa bàn xã Gia Chim, gồm 12 làng. 12 làng là nhiều lắm cha nhỉ? 12 làng, dạ. Trong đó có 2 làng có đạo lâu đời, trên 100 năm. Còn lại 10 làng thì mới theo đạo mới đây thôi. Cho nên là chúng tôi tại giáo xứ cũng đang đẩy mạnh cái loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Dạ vâng. Thì trong cái xã Gia Chim có 12.000 người, trong đó có 4.300 là tín hữu. Đời sống của người dân tại đây chủ yếu là làm nông, một số nhỏ thì làm công nhân cao su, và rất là khó khăn. Càng ngày người thì càng đông, đất thì càng ngày bị thu hẹp lại. Cho nên là khi tôi về đây, tôi cũng lo đặc biệt cái mặt tinh thần, loan báo tin mừng. Bên cạnh đó cũng cố gắng hết sức mình để lo cho những người nghèo có những cái nhà từ thương, có những cái tổ ấm để họ có tinh thần để giữ vững đức tin của mình. Khi mà cha nói là muốn giúp cho họ có những cái căn nhà tình thương, những tổ ấm, chứng tỏ là thấy là cái cuộc đời sống của giáo dân trên đó họ còn thấp kém lắm cha nhỉ? Dạ vâng. Họ còn thiếu thốn rất là nhiều. Dạ. Tại vì khi mà nói về, như thưa quý vị, nghe cái tên là mình biết là trên vùng Tây Nguyên, trên vùng đất
trên vùng xa, trên vùng cao như vậy. Thì thời tiết nó cũng, khí hậu nó như thế nào hả cha ở trên đó? À, khí hậu Kon Tum thì là một khí hậu cũng khắc nghiệt nói chung. Tại vì cái đất Kon Tum khác với đất của Gia Lai hoặc là khác với đất của Đắk Lắk. Yeah. Đất Kon Tum chủ yếu là đất trắng, đất cát, cho nên là cây cối trồng rất là khó khăn. Đất rất là xấu, cho nên trồng các cái cây rất là khó khăn. Vậy thưa cha, họ sinh sống bằng nghề gì? Chủ yếu là làm nông, như cha Hải đã nói rồi. Yeah. Làm ruộng, rồi đất đai thì bây giờ rất là ít. Bây giờ trồng bắp hoặc là trồng khoai hoặc là trồng những cái thứ khác thì cũng không có đất nữa. Vâng thưa cha, thế thì cháu có thể chia sẻ cái tên, tự cái tên của nó, Crow Ragon. Nó có ý nghĩa gì thưa cha? Như thế này, là giáo sư Crow Ragon, sở dĩ mà gọi là Crow nghĩa là ba. Số 1 là Sa, 2 là Đoa, Crow là ba. Thì Ragon đó là ba cái làng cũ hồi xưa nhập lại. Theo cha Hải biết được truyền thống của người ta, hồi xưa là có ba làng nhập lại đó. Thì ba làng cũ, Clow là ba, Ragon là cũ, nghĩa là ba làng cũ nhập làng. Đó là cái tên, cái lịch sử của cái tên đó, giáo sư. Vậy thì bổn mạng giáo sư đã chọn là gì? Xin thưa, đó là Gioan Bautista. Sợ gì mà giáo sư chọn cái quan thầy Gioan Bautista cũng là cái sứ mạng của giáo sư. Vâng. Đó là làm chứng cho Đức Kitô, loan báo tin mừng. Thì giáo xứ hiện tại cũng như là tương lai đang đẩy mạnh cái công cuộc loan báo tin mừng cho các làng chung quanh. Như tôi đã nói, 12 làng, tuy nhiên là rất nhiều người chưa theo đạo, chưa biết Chúa. Thì mang tên thánh Gioan Bautista cũng là cái tâm điểm cũng như là ước muốn làm sao như Gioan loan báo tin mừng, làm chứng cho Đức Kitô ngay tại cuộc sống hàng ngày. Vâng, vậy là tức bắt đầu là từ cái ba cái làng và bây giờ lan ra, giống như hồi nãy cha nói, bây giờ là có 12.000 giáo dân, 12.000 người, 12.000 người mà có 4.300 giáo dân. 12 làng, 12 làng, 12 làng là 4.300 tín hữu giáo dân. Tức là khoảng chừng 1/3. Dạ, 1/3 của cái xã Gia Chim, trên địa bàn xã là giáo dân thôi. Dạ. Chứng tỏ là cái sứ vụ truyền giáo cũng còn rất là lớn, rất là nhiều. Dạ. Mỗi năm thì giáo sứ rửa tội trong cái dịp lễ phục sinh 50, 40, 30, đặc biệt năm vừa rồi thì bị được có 19 người thôi, nhưng mà cái công cuộc truyền giáo nó báo thế mình thì rất là nhiều. Vâng, bởi cũng chính vì điều đó 12 làng mà có một mình cha thôi hả? Dạ. Mình cha phải lo như vậy. Yeah. Vậy thì cái công việc mục vụ nó chắc phải gặp nhiều khó khăn chứ không đơn giản phải không cha? Cha có thể chia sẻ. Mỗi chủ nhật á thì tôi phải làm tính cả chiều thứ bảy để chủ nhật là 5 lễ. Wow. Dạ. Yeah. Một ngày chủ nhật tôi phải làm 4 lễ, chiều thứ bảy một lễ là thành 5 lễ chủ nhật. Yeah. Một mình chạy chạy thua. Dạ. Yeah. 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 Thế bởi vậy thưa quý vị, cha Hải lúc nào cũng nhỏ bé như vậy, đã nhỏ bé như vậy mà chạy một ngày, một cuối tuần 5 lễ thì con cũng chỉ mong và xin Chúa cho cha có nhiều sức khỏe. Cũng nói thêm cho chị biết, đó là giáo xứ mới được thành lập cho nên cơ sở vật chất còn kém. Đặc biệt là 12 làng này thì những cái điểm làm lễ chỉ có là những cái sái, mái tôn để tới làm lễ thôi. Cho hiện tại giáo xứ 12 làng chưa có một cái nhà thờ nào hết. Chỉ có là những gọi là mình gọi là nhà nguyền tàm, để cái mái che thôi, mái che để dân lễ thôi. Vâng thưa cha, khi mà cha nói đến cái công việc mục vụ truyền giáo mà nó rộng lớn như vậy, thì con nghĩ là chắc chắn nó gặp rất là nhiều những cái khó khăn và những phức tạp. Chẳng hạn bây giờ một cái đơn giản là những cái lớp giáo lý mà cha có thể muốn giúp cho các em, hoặc là những lớp để mà hôn nhân gia đình chuẩn bị cho các cặp trẻ, thế thì con nghĩ là họ không có thể nào mà họ về tụ tập. Mình đã không có trung tâm rồi. Vậy thì cha có cái phương cách nào để cha đến với họ, để giúp cho họ? Cha đến với họ hay làm sao thưa cha? Dạ thưa, hiện tại giáo xứ là được đào tạo một cái lớp gọi là giáo lý viên để họ dạy dỗ các cái lớp giáo lý đó. Thì các cái em giáo lý viên được đào tạo này sẽ dạy giáo lý, đặc biệt những cái làng lớn là các em giáo lý viên, họ sẽ dạy giáo lý vào những cái giờ trong tuần hoặc là đặc biệt ngày chủ nhật. Còn ngoài ra
những cái làng xa thì có gọi là các chú Yêu Phu. Các chú Yêu Phu đây là một tính cách chỉ có địa phần Kon Tum là duy nhất tại Việt Nam có cái hội gọi là hội các chú Yêu Phu. Hội này họ là giống như là một cái dạng như là giáo lý viên. Họ tại làng họ dạy giáo lý, thì những cái làng ở xa họ không về giáo sư học giáo lý được, thì tại làng có cái các chú Yêu Phu này họ sẽ dạy giáo lý. Chứng tỏ là những người này họ cũng đã được cha được một cái lớp huấn luyện từ cha hay là như thế nào để chuẩn bị cho những cái giáo lý viên đó để họ có thể có khả năng để giúp cho giáo dân. Tại giáo xứ thì có hai cái dạng để đào tạo giáo lý viên. Một dạng là tại giáo xứ thì có thầy cũng như là cha hãy có mời các dòng đồng minh hoặc là các sơ có đào tạo giáo lý viên tại giáo xứ. Còn tại các làng thì những cái người gọi là chú Yêu Phu đó thì được gửi về tòa giám mục đào tạo hoặc là để bồi dưỡng trong những cái khóa mà tòa giám mục tổ chức. Rồi cha sẽ chia cái thời khóa biểu để cha đến thăm các cái xứ đó để kiểm duyệt những các em để làm rửa tội, thì họ đi về lại một chỗ của một cha chỗ, hay là một chỗ thôi hàng năm. Vâng, nói chung là con thấy chương trình của cha, sinh hoạt của cha là bận rộn suốt ngày và đầu óc phải làm việc suốt ngày cha nhỉ. Và nói như vậy thưa cha, ở đây con được biết là 100% giáo dân ở đây là người Gia Rai. Người Gia Rai dân tộc. Vậy thì khi mà cha được đến để làm mục vụ thì con nghĩ là về cái tiếng nói nó cũng là một phần, một cái khó khăn cho cha. Cha có bị cái trường hợp cái đó không? Cha cảm thấy có đó một cái khó khăn về cái tiếng nói để mình, cha phải nói tiếng Gia Rai phải không cha? Như thế này là tại Kon Tum chúng tôi là có những sắc tộc lớn, Gia Rai, Xê Đan hoặc là Bà Na, còn rất là nhiều sắc tộc khác nữa. Nhưng mà tại miền Kon Tum, tôi nói miền Kon Tum thì cái tiếng Bà Na giống là cái tiếng phổ thông của cái vùng đó. Thì hiện tại trong giáo phận thì cái tiếng Bà Na là được tòa thánh chấp nhận, nghĩa là trong thánh lễ có thể làm tiếng Bà Na một cách chính thức. Còn các cái tiếng khác như là tiếng Gia Rai hoặc tiếng Xê Đan thì giáo phận cũng đang xúc tiến để xin tòa thánh chấp nhận. Thì trong thánh lễ thì đa số phải làm tiếng một là tiếng Kinh, hai là tiếng Bà Na. Còn ngoài ra các bài đọc hoặc là các bài chia sẻ có thể là nói cái tiếng mà cái nơi mà mình phục vụ đó. Còn riêng cha Hải thì tới nay cha Hải làm linh mục cũng gần 10 năm. Tới tháng 11 là đúng 10 năm. Thì từ khi làm linh mục tới giờ thì cha Hải được phục vụ người dân tộc cho tới ngày nay. Cho nên cái tiếng Bà Na, cái tiếng phổ thông đó thì cha Hải đã học trước khi cha trước làm khi mà làm linh mục cha Hải cũng đã học rồi. Cha có cái kỷ niệm gì mà vui vui mà về cha nhớ nhất trong cái vấn đề mà ngôn ngữ khi mà cha mới đến mà cha làm việc với họ? Tại vì đâu phải một thứ tiếng Bà Na đâu, tiếng Kinh, mà tiếng Kinh ở đó họ hiểu hết không cha? Như thế này, tại giáo xứ của tôi á, thì các em nhỏ được ra ngoài xã hội, nghĩa là được đi học, thì các em được học bằng tiếng Kinh, tiếng Việt. Nhưng mà cái điều kiện ít có cơ hội để tiếp xúc với người Kinh, cho nên các em về giáo xứ mỗi lần thánh lễ làm lễ bằng tiếng Kinh thì các em đọc cũng là chưa được tốt. Nói tiếng Việt cũng chưa được rành. Còn bên cạnh đó những người già thì họ tiếng Việt rất là kém, thì là họ nói cái tiếng của họ. Thì đối với các em học ngoài trường thì cha Hải là tạo điều kiện bằng cách là mỗi tuần làm 2 lần tiếng Việt trong thánh lễ, bằng thánh lễ bằng tiếng Việt để cho các em có cơ hội trau dồi tiếng Việt cũng như là hiểu rõ hơn các cái giáo lý của người Việt Nam, tại vì ngôn ngữ Việt Nam vẫn phong phú hơn là ngôn ngữ tiếng địa phương của họ. Đúng rồi. Vâng thưa cha, vậy thì cái trọng tâm nào mục vụ về mục vụ mà khi cha đến để cha lãnh nhận giáo xứ này trong công việc là một mục tử, thì cha nhắm vào cái trọng tâm nào là chính trong cái công việc mục vụ? Thực sự là công việc mục vụ của một linh mục tại giáo xứ, đối với giáo xứ ổn định thì họ có thể họ thiên về cái chuyện giáo dục. Rồi riêng cha Hải cũng luôn luôn tâm niệm rằng cái việc giáo dục là cái chuyện quan trọng nhất đối với một giáo xứ. Tuy nhiên
đến với một chút xíu như chút xíu Glow đúng không này, thì tôi cảm thấy là bên cạnh cái việc đẩy mạnh về cái chuyện giáo dục về xã hội, giáo dục về học giáo lý đức tin, thì tôi còn phải phát triển về cái mặt gọi là cơ sở vật chất tại một chút xíu, bởi vì chút xíu mới cho nên là cơ sở vật chất cũng chưa có, cho nên là nó cũng bị chi phối một chút nào đó về cái việc là phải xây những cái cơ sở vật chất. Dạ, trước hết là nhà thờ phải không? Dạ, trước hết là nhà thờ. Dạ. Hiện tại là chưa có một ngôi nhà thờ đàng hoàng khang trang cho giáo dân. Dạ. Thì con thấy cái thật sự thưa quý vị đó là một cái nhu cầu mà quý vị cũng thấy là rất là cần cho ngay lúc này. Mà một mình cha người nhỏ bé thế này, hai bàn tay nhỏ xíu thế kia, thì con nghĩ là cha còn cần rất là nhiều sự cộng tác của mọi người. Thì con hy vọng là xin Chúa sẽ mở rộng trái tim cho nhiều người để giúp cho cha được công việc này. Vậy thì thưa cha, ngay bây giờ cha thấy cái ưu tư và lo lắng gì nhất đối với cha ở trong cái tình hình giáo xứ hiện tại? Hiện tại thì như tôi đã nói, cái cơ sở vật chất không có, chưa có hoặc là nó đang tạm thời, thì hiện tại bây giờ của tôi là cầu mong, ước mong làm sao có một cái ngôi nhà thờ để nơi đó 12 làng chung quanh cũng như là các làng lân cận nữa có thể về giữ đạo, hoặc là có một cái nơi thờ phượng cho nó xứng đáng. Tại hiện tại thì mỗi lần mưa hoặc là gió hoặc là nắng thì không có một cái nơi để thờ phượng cho nó xứng đáng. Thì hiện tại tôi ước mong làm sao có một ngôi nhà thờ tương hợp cũng như là xứng đáng để cho nhân dân của 12 làng có thể tham dự thánh lễ. Dạ, con nghĩ là cái ước mơ đó nó cũng không có gì là quá đáng, phải không thưa cha? Nhưng mà thôi thì mình hãy phó thác và cầu xin, con chắc con tin là Chúa muốn, và với tấm lòng của cha thì chắc chắn mọi chuyện nó cũng sẽ ổn thỏa và sẽ tương lai cha sẽ đạt được cái mục đích mà cha đang mong muốn cho giáo dân. Vậy thì thưa cha, trong những cái bối cảnh không còn ít, vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn như vậy, bên cạnh những cái điều mà cha con thấy cha chia sẻ là lo lắng nhiều quá, vậy thì cái niềm hy vọng nào mà giúp cho cha ngày hôm nay vẫn còn ngồi đây cười? Nhìn trên nét mặt của cha thì ai mà biết là cha đang lo nhỉ? Thì bên cạnh đó cha có thể chia sẻ động lực nào và cái niềm hy vọng như thế nào để giúp cho cha cái việc tiến bước? Thực sự mà nói, đời sống linh mục là đời sống hy sinh, đời sống phục vụ. Thì chắc chắn là trong đời sống phục vụ thì có rất là nhiều cái lo toan, có nhiều cái nỗi lo. Tuy nhiên là cái niềm tin cũng như là phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa thì luôn luôn được phải được thể hiện. Tuy nhiên đối với một linh mục trẻ như tôi thì về một giáo xứ chưa có cái điều kiện vật chất như vậy, thì cái động lực mà để cho chúng tôi linh mục sống cái niềm vui phục vụ đó là chính là giáo dân. Thì ngoài những cái mà mình phục vụ đem niềm vui đến cho giáo dân như vậy, thì đó là một những cái thuốc bổ hoặc là cái thuốc để giúp tôi có thể tiếp tục vui sống cái đời sống tận hiến của mình trong một cái giáo xứ dân tộc như vậy. Dạ vâng. Vâng, thưa cha, hồi nãy giống như cha chia sẻ với chúng con biết là cha nói cha là một linh mục rất là trẻ, và con đến đây thì con được biết là ông cố của cha cũng đã mất khi cha còn rất là trẻ. Vậy thì cha có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái hoàn cảnh của gia đình của ông bà cố cũng với cha, là được mấy người con, và cái ơn gọi của cha đi tu vào khi nào, và cha được làm linh mục khi nào? Ba mẹ của tôi có ba người con, và ba thì chết trong chiến tranh, để lại ba người con trai. Thì anh Đồng là sinh năm 69, tôi là sinh năm 71, và Út thì sinh năm 74. Tuy nhiên là vì con trai nhiều quá phá, cho nên là mẹ có sinh nuôi một em gái cho nó vui cửa vui nhà chắc. Thì hiện tại thì em gái đó là nuôi, nhưng mà em cũng đã lập gia đình và có hai người con rất là lớn và rất là ngoan. Với lại hồi con cũng được biết, hình như là lúc mà ông cố mất là bà cố còn trẻ lắm. Trẻ lắm. Bao nhiêu tuổi vậy chứ? Mẹ lúc đó chỉ có 23 tuổi. 23 tuổi, ba người con, và cho đến đến bây giờ. Mẹ đang trưởng thành. Đó là một cái ơn
Chúa đấy. Và thấy rõ ràng là cha con nói là con hồi nãy con chọc cha, con nói là cha đẹp trai. Cha cười tươi đẹp trai thì cha nói sao cha nhỉ? Cha có nhận, cha không chịu nhận là cha đẹp trai. Thực sự trong gia đình á, là anh đầu thì có thể là anh được ăn những cái thức ăn cái thời trước có thể ngon hơn, anh cao đẹp hơn. Rồi thằng út ấy, thì là út, vì út cho nên được mẹ ưu tiên thương hơn. Còn cha Hải thì ở giữa bị ép, cho nên là bị ép, cho nên là nhỏ con và xấu. Cho nên là bà cô mới chọc hoặc là nói đùa gì thôi, mày là nhỏ cũng như là xấu nhất thời đi tu. Vâng, vậy thì thật sự Chúa gọi mọi cách, bằng mọi cách. Có thể Chúa nói qua bà cố vậy để gợi lên cái ơn gọi cho cha, chứ không thôi cha đi lấy vợ mất rồi. Đúng không? Cho nên bây giờ cha có thể chia sẻ thêm về cái trong cái ơn gọi của cha, thì cha đi học ở lại trường viện nào và cái năm nào thì thì cha và trong cái ơn gọi của cha có những khó khăn gì không? Thì sau khi tốt nghiệp 12 thì cũng như là bao cái thanh niên khác cũng đi làm nông, làm cà phê, rồi tham gia các hội đoàn, huynh trưởng cũng như là các đoàn. Rồi sau đó được đức cha Con Tum, đức cha Alexi Lộc về chiêu sinh. Và từ ba tỉnh là vừa Con Tum, vừa Gia Lai, vừa Đắk Lắk và một số nơi nữa, đức cha quy tụ các anh thanh niên này lại về Sài Gòn, gửi về Sài Gòn để đi tu. Thì chúng tôi đi tu từ năm 1992, năm 92, và chúng tôi được ở chung với nhau và học đại học với nhau. Rồi chúng tôi học tiếng Pháp và chúng tôi tốt nghiệp năm 97-98. Sau đó chúng tôi được về tòa chức mục để chờ đợi để vào đại trường Việt. Thì Con Tum, Quy Nhơn và Con Tum, Huế và Đà Nẵng là một trường Việt, và chúng tôi học ở đại trường Việt Huế, Sư Bích Huế. Thì trong cái lúc mà chờ đợi tại tòa giám mục thì chúng tôi cũng được học, được yêu thương, được cha nâng đỡ. Và cái khóa đầu tiên vì là chưa có khẩu cho nên phải chờ đợi. Thì khóa thứ hai là đúng năm 2000 thì chúng tôi được vào đại trường Việt năm 2000. Và sau học 8 năm, 3 năm triết, 4 năm thần, 1 năm nhập sĩ, đúng 2008 là tôi được thủ phong linh mục tại địa phận Con Tum. Sau khi được thủ phong linh mục thì chúng tôi là các linh mục trẻ thì được đức cha sai vào những nơi xa, những nơi gọi là biên giới, trẻ mà, cho nên là phải có sức, vào làm việc. Rồi cha có về cha nói với lại anh của cha với em của cha là dù sao cha có xấu mà bây giờ trong thánh lễ là cha được ngồi trên chỗ cao nhất đấy. Thì tôi có nói với người em của mình nói Thuần đi tu đi, thì nó chỉ nói về Thuần đẹp trai mà đi tu hay sao. Thì đó, nếu mà nói như vậy thì cha thấy là đời sống ơn gọi đi tu của linh mục có sướng không vậy cha, hay là ở ngoài có nhiều người ta nói là làm cha làm linh mục quá sướng đi? Thì tôi có nói với như thế này, ai cũng gặp tôi cũng nói là các cha đi tu rất là sướng. Thì tôi chỉ trả lời lại như thế này, nếu mà sướng vậy thì tại sao không đi tu? Thì mọi người đều cười thôi, không có biết trả lời như thế nào. Thì thực sự chúng tôi là đi tu nhưng mà chúng tôi cảm thấy được là rất là vui trong cái đời sống tần hiến, trong cái đời sống phục vụ. Và những ai mà có ý định đi tu thì cũng nên đi tu, bởi vì luôn luôn người đi tu được Chúa ban ơn rất là nhiều để có thể vượt qua những khó khăn thử thách. Và một cái điều tâm niệm của tôi là đi tu là phải vui, đi tu phải luôn luôn nở nụ cười, và đi tu đó khi mà trong cái đời sống phục vụ của mình, cái nụ cười niềm vui nó sẽ lan tỏa trong các cái sinh hoạt của mình. Vâng, đó là chính là cái lời nhắn nhủ của cha Trần Quốc Hải đến với các bạn trẻ ngoài kia, những người đang tìm Chúa hoặc là đang chưa biết là mình sẽ làm gì thì nên đi tu, phải không cha? Tại vì đi cha là có niềm vui. Và quý vị cứ nhìn thấy cha Hải cứ cười tươi như vậy là quý vị muốn vui, đời tươi như thế này thì nên đi tu. Đi tu thì Chúa ban cho, cha bảo là Chúa ban cho nhiều ơn lành hơn. Vâng, thì con xin cảm ơn cha đã dành
cho Tin Vui Media một buổi gặp gỡ và nói chuyện rất là lý thú. Con xin một lần nữa xin kính chúc cha thật là nhiều bình an và sức khỏe, và đặc biệt chúng con cầu mong cho giáo xứ Chloe Rừng Ngon sớm có được một ngôi thánh đường khang trang để cho giáo dân có thể có nơi chỗ để thờ phượng xứng đáng. Và con xin cầu mong cái ước mơ đó nó sớm đến sớm mau. Và chắc chắn điều đó không thể thành sớm được nếu không có sự cộng tác của tất cả mọi người, giáo dân, những người có cái tấm lòng và có hoàn cảnh. Chúa ban cho chúng ta được may mắn và được hơn rất là nhiều những người khác. Thì đây là một cơ hội, một dịp cho chúng ta có thể làm việc tông đồ, mang niềm vui đến cho những người khác. Thì một lần nữa chúng con xin cảm ơn cha. Dạ, xin cảm ơn chị, xin cảm ơn Tin Vui Media. Dạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người.